Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Min, hôm nay cùng mình trải nghiệm 8 tựa game kinh dị nhỉ. Ok, đầu tiên sẽ là SDS. Yeah. Let's go. Yeah. Hai túi. Chúng ta sẽ đi tìm 20 túi vàng. Wow. Quái vật ở xuống dưới tầng, chúng ta phải lên trên tầng. Mười túi. Cứ chập chờn chập chờn. Wow. Quái vật lại xuống dưới rồi. Đuổi theo mình rồi. Tiếp theo scan 4. Quái vật vào từ trong nhà. Lấy mở lên phá khóa.
ông bán kem. Nghi là có con trong đây rồi. Ê, ngay auto giật điện. Ok, Evelyn. Ngày đầu tiên open chạy chúng ta phải đi tìm thanh dây điện này để lối điện mở cửa. My fault. Ngày thứ hai. Chọc. Quái vật. Wow. Bà sư ma. Chúng ta phải trốn lên đây nha. Bà sư ma đã đi. Tôi chết rồi.
chạy nhanh, chạy nhanh. Ok, thoát khỏi tăng trường ma ám. Ok, Poppy Playtime. Chờ tẹo nha. Ok. Ok, Dark Rick, ông hàng xóm. Và bà hàng xóm này. Yeah. Oh, ô tô màu xanh khá đẹp. Lên xe. Yeah.
Rồi 63. Úi giời. Oh, police, cảnh sát, anh cảnh sát. Sao anh em ạ? Wow, Lamborghini. Wow, trực thăng đang bắn mình. So baby in slow. Big man. Trong thằng máy nha mọi người. Đi theo con thỏ. Ok thì đi theo con thỏ. Đi theo con thỏ.
đi theo con thỏ trắng. Ôi trời, chìa khóa em bé cầm à? Bắt em bé, bắt em à? Khó lắm. Chạy đâu à? Anh thế nhỉ? Điều tra chung cư. À, con mèo. Đánh đàn, đánh đàn. Tìm những bản nhạc. Thiếu một bản nữa. Không biết để đâu. Đâu à? Không thấy đâu nhỉ? Đây đây rồi. Chơi. The kids. Có phải lúc bấm không? À. Gì đây? Wow. Nghe bạn. Nghe bạn ghi âm của Pican. Gì vậy? Trời, mất điện. Gì đây? À, đây. Bật điện. Hộp cầu chì không có điện. Mệt quá rồi. Lấy cầu chì. Sai cầu chì. Không phải à? Run.
Rồi, ok. You have the baby in the low. Granny Chapter 3. Ok. Chiến đấu nào, ngày đầu tiên nhé. Chúng ta đang trong căn nhà của bà già Granny. Ông già Granny các bạn ơi, chạy thôi chạy thôi. Rất là nhẹ nhàng nhưng rất là đau đớn. Wow, ngày thứ hai. Ok. Anh em phải đi thật nhẹ nhàng. Úi chồng. Ông ra. Chạy. Ok, video của mình đến đây là kết thúc của nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ấn like và đăng ký kênh Min Gaming. Thank you.